Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Một cái Tết đang đến rất gần với toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhưng chúng ta đang phải đối diện với một làn sóng Covid mới. Những khó khăn đã đi qua và những khó khăn trước mắt đang còn rất nhiều. Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào cái sự chỉ đạo của chính phủ trong phòng chống dịch bệnh, cũng như cái niềm tin vào dân tộc Việt Nam trước những khó khăn và thử thách. Và chúng tôi cũng không nằm ngoài cái guồng quay đó. Trước những khó khăn mà chúng ta đang phải đối diện, chúng ta vẫn phải khắc phục, vẫn phải thích nghi để tồn tại với cuộc sống. Và chúng ta hy vọng vào một mùa xuân hoàn toàn không có dịch bệnh. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Phạm Hải Phò. Và hôm nay chúng tôi giới thiệu với các bạn một cái mẫu xe Ranger XLT mới được chào đón ở thị trường Việt Nam. Nó là một trong những cái sản phẩm nằm trong các cái dòng xe bán tải đang bán rất tốt tại thị trường Việt Nam tại thời điểm này. Và chúng tôi muốn mời quý vị các bạn đến với Phò Hà Nội 311-313 Trường Chinh để trải nghiệm và cũng như để tìm hiểu thêm những tính năng về chiếc xe mà chúng tôi đang bán tại thị trường ngay tại thời điểm này. Xin mời các bạn. Trước tiên vào trong showroom thì chúng ta phải sử dụng đeo khẩu trang và thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh. Mời các bạn. Xin mời. Chúng ta phải sát khuẩn tay trước khi vào showroom. Ở đây chúng tôi có các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi sẽ dùng nước sát khuẩn khi rửa tay. Chúng tôi phát cả khẩu trang để đảm bảo cái việc an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Ồ, cái đào rất là đẹp. Tôi nghĩ cái đào này nó khoảng vài chục năm tuổi. Cái phần rất là to, rất là già. Các bạn có thể thấy là cực kỳ nhiều hoa. Trong mười mấy năm làm ở Phò Hà Nội, nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi thấy cái cây đào nó đẹp đến như vậy. Các bạn có thể xem qua cái đào. Thì khoảng cách đang được giữ an toàn nên tôi sẽ bỏ khẩu trang để tôi nói cho nó dễ nghe. Đây là chiếc Ford Ranger XLT. Chúng ta có thể nhìn thấy xung quanh xe gần giống như Ford Ranger Watch. Thứ nhất, cụm đèn các bạn có nhìn thấy cũng có một cái dải đèn là ban ngày, đèn led rất là đẹp. Hệ thống đèn thì được trang bị hệ thống đèn hit bisinon, trang bị cái hệ thống thấu kính tăng cường cái khả năng chiếu sáng và cũng giúp cho những chiếc xe phía trước tránh được những phần chói, cũng như là an toàn cho xe mình và xe đối diện, rất là đẹp. Hệ thống, các bạn có thể thấy cái ca lăng phía trước được mạ chrome sáng bóng. Sáng bóng. Ba thanh ngang. Nó khác với lại Watch tại thời điểm này, nó là cái hệ thống lưới tản nhiệt dạng tủ ong. Tôi thích cái này, trông nó cũng nam tính. Cho chiếc xe. Đèn gầm được trang bị cái đèn halogen. Hơi tiếc không giống như Watch, đó là cái đèn gầm led cường độ cao. Nhưng thiết kế của cái đèn gầm này cũng khá là đẹp, cũng vuông vuông giống cái đèn của Ranger Watch. Chúng ta sẽ đi về khoang động cơ.
cơ trên Forester XLT AT được trang bị cái động cơ 2.0 single turbo, cho ra công suất là 180 mã lực và cho cái mô men xoắn là 420 Nm. Đây là một trong những động cơ mà đạt rất nhiều cái giải thưởng của Ford đang được sử dụng trên chiếc xe này. Động cơ được sử dụng mà cái turbo với cái tốc độ vòng tua của turbo lên tới 240.000 vòng phút. Đây là một chiếc động cơ mà đạt rất nhiều danh tiếng dành cho Ford, động cơ Eco Blue. Cái động cơ này cho ra cái tiết kiệm nhiên liệu so với các động cơ diesel thông thường khác khoảng 13%. Và cái thiết kế đặc biệt của cái động cơ này đó là thiết kế lệch tâm của trục khỉu đối với lại piston. Cái điều này nó làm giảm đi cái sự ma sát của piston lên thành xi lanh. Chính vì thế nên nó tạo ra được cái công suất khá là lớn và cũng như cái việc tiết kiệm được nhiên liệu so với các động cơ thông thường khác mà đang được bán trên thị trường cũng như là đối với các động cơ cũ của Ford. Tăng số tự động mới cấp, chuyển số rất là nhẹ nhàng, êm ái và cũng tăng cường cái việc tiết kiệm nhiên liệu cho chiếc xe. Hệ thống trường lực lái cũng là hệ thống trường lực lái điện. Nhà đi ở tốc cao thì lái sẽ đập chắc trở lại, khiến cho cái việc lái xe cũng cảm giác an toàn hơn rất là nhiều. Cái động cơ cũng được bố trí khá là cao, giúp cho cái khả năng độ đứt của chiếc xe lên đến tới 800 km, và cũng thể hiện được cái sự việt dã của chiếc xe để trong quá trình sử dụng, nên chúng ta có thể yên tâm để hoàn toàn có thể sử dụng ở các cung đường khác nhau, các địa hình phức tạp khác nhau. Cabo khá nặng nên cũng được trang bị thêm cả hai cái ống thủy lực. Khi mà mở cabo, cái nắp cabo nó rất là nhẹ nhàng và việc đóng cũng rất là dễ. Nếu như các bạn là một trong những người mà theo dõi cái sự phát triển của cái dòng xe bán tải của Ford thì chúng ta có thể nhìn thấy cái la răng này có nét giống các cái la răng thế hệ trước của Ranger One. Một lúc có kiểu dáng rất giống Ranger One của thế hệ trước. Tất nhiên là sườn nó là dạng thép phay của One dạng thép phay. XLT này thì là dạng hợp kim nhôm đúc. Ta vào trong khoang người lái, khám phá về phía trong khoang người lái. Vào trong khoang người lái thì cái điều đầu tiên tôi cảm nhận là nó cũng rất là gần với lại xe Ranger One. Chỉ tiếc là cái ghế hệ thống chỉnh điện không có như Ranger One mà chúng ta hoàn toàn phải chỉnh bằng cơ bằng tay. Khóa điện, khóa tốc bình. Xe được trang bị rất là nhiều tính năng. Đầu tiên tôi sẽ kể đến đó là cái chức năng mà Cruise Control. Cái tính năng này nó rất là hữu ích khi chúng ta sử dụng ở trên đường cao tốc. Với điều kiện là xe đang chạy trên 30 km/h thì chúng ta sử dụng chức năng này. Thì cái khoản tính năng này thì chúng ta sẽ dùng set cộng, set trừ để tăng hoặc giảm tốc độ. Đối với Ranger One Track thì cái tính năng này có thêm cả chức năng Adaptive Cruise Control, thể giữ khoảng cách từ xe phía trước. Hơi tiếc là xe này chưa có. Ngoài ra chúng ta còn có chức năng lim là chức năng hạn chế tốc độ. Ví dụ chúng ta đi khoảng 70 cây, chúng ta ấn chức năng lim này thì xe chỉ di chuyển
ở tốc độ là 70 km/h, điều này sẽ giúp cho cái việc lái xe có thể tiện rất là nhiều, cũng như tránh được các cái việc vượt quá tốc độ cho phép trong quá trình sử dụng lưu thông trên đường. Ngoài ra chúng ta còn các chức năng như điều khiển giọng nói, tắt mic, tăng giảm âm lượng, qua bài, thao tác rất là thuận tiện trên xe này. Ngoài ra thì hệ thống cũng được trang bị các cái ba, và chúng ta có thể điều khiển giọng nói. Cho đến ví dụ này, climate 19. Đấy, chúng ta có thể nói chuyện được với ô tô và chúng ta có thể ra lệnh được cho chiếc ô tô để có được một cái nhiệt độ mong muốn là 19 độ. Ngoài ra, xe có thể chúng ta có thể điều khiển giọng nói để nghe nhạc, chúng ta có thể điều khiển giọng nói để nói chuyện điện thoại. Rất là tiện nghi và cũng rất là an toàn cho cái quá trình lái xe. Chúng ta không cần tận dụng các bước điện, chúng ta có thể vừa lái xe vừa có thể ra lệnh cho chiếc ô tô thực hiện những cái chúng ta mong muốn. Đấy là những thứ mà tôi cho rằng là nó rất là tiện nghi. Đây là chiếc Ford Ranger XLT Limited, hai cầu. Chúng ta có thể thấy, nhìn thấy trên xe có các nút chức năng, ví dụ như là nút chức năng cài cầu. Đây là vị trí của một cầu nhanh, đây là vị trí của hai cầu nhanh, đây là vị trí của hai cầu chậm. Thao tác rất là thuận tiện, chỉ cần xoay nút. Phía trên chúng ta có nhìn thấy chức năng cân bằng điện tử, chức năng cài cầu V-Sign. Đây là một trong những tính năng rất là hay, nếu mà xe xảy ra cái việc xa lầy hoặc đi vào đường trơn trượt, chúng ta có thể bấm nút này để cho xe nó vượt qua cái đường xấu đó một cách rất là dễ dàng. Bên cạnh là chức năng đổ đèo của chiếc xe như tôi vừa nói, vừa giới thiệu lúc nãy. Ngoài ra xe còn có cả chức năng số thể thao, chúng ta có thể kéo sát xuống vị trí S Sport này và chúng ta có thể tăng giảm số, nó rất là dễ dàng ở trên cái đầu cần số này. Ok, có thể thấy trong băng xe còn có nhiều những tính năng khác mà chúng ta không thể nhìn bằng mắt được, những tính năng về an toàn, ví dụ như là hệ thống phanh điện tử, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống ABS, hệ thống chống trơn trượt, hệ thống khởi hành ngang dốc, hệ thống EBD, hệ thống phối lực phanh điện tử. Chúng ta có thể có cả chức năng đổ đèo ở trên xe. Khi chúng ta đổ đèo thì bấm vào chức năng này, kiểm soát bằng tay lái, không cần tác dụng đến chân phanh hoặc chân ga, trừ trường hợp khẩn cấp. Đây là những chiếc xe được trang bị rất nhiều được tính năng an toàn ở trên ô tô. Và chúng ta khám phá thêm trong xe có một cái phím, có một cái cảnh báo chống trộm nằm ở vị trí này. Nếu như mà trong xe khi mà được đóng cửa, cài tắt khóa điện mà hệ thống phát hiện ra những cái hoạt động ở trong xe thì hệ thống sẽ báo bằng tiếng còi báo động cho gia chủ. Hệ thống điều hòa các bạn cũng có thể thấy chức năng auto và có cả AC Max. Đây là một tính năng rất hay mà được trang bị phổ biến ở trên xe Ford. Khi bấm vào chức năng này thì tốc độ mát, tốc độ quạt gió sẽ là lớn nhất và tốc độ làm mát sẽ là nhanh nhất. Tôi lấy ví dụ, các bạn có thể nghe thấy tiếng gió rất là lớn, rất là lớn. Đó. Xe này được trang bị rất nhiều tính năng mà những xe du lịch nhỏ có thể còn không được trang bị. Xe được trang bị thêm cả hệ thống ghế da. Nhìn cái độ thấp cũng rất là sang trọng. Mà ghế da màu đen kết hợp với tông trần màu kem, trong cái không gian nó cũng rất là sang trọng, quá đủ cho một chiếc xe bán tải. Tất nhiên là sẽ so sánh với Gojek thì sẽ thiếu một vài tính năng, nhưng rõ ràng đối với một chiếc xe bán tải như thế này tôi cho rằng là cực kỳ hiện đại.
xe được trang bị cái màn hình 8 inch, có tích hợp camera lùi phía sau rất là an toàn. Các bạn có thể chia các vạch kia, kiểu vạch đỏ, vạch vàng, những vạch xanh. Trên là mô hình về chiếc xe ô tô cũng được chia các vạch, sẽ giúp cái quá trình lùi sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Với cái mức giá bán là 799 triệu, tùy từng thời điểm khác nhau chúng tôi sẽ có những chương trình khuyến mại khác nhau, có thể là trừ vào tiền mặt, có thể là tặng kèm phụ kiện. Mọi thông tin quan tâm về sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi đang niêm yết trên màn hình. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, theo dõi kênh và chia sẻ. Năm 2020 đã đi qua với rất nhiều những khó khăn, nhưng chúng tôi cũng đã nỗ lực để đạt được những thành tích nhất định. Điều đó cũng nhờ cái sự ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn. Chúc thể năm mới cho phép tôi được gửi tới quý vị và các bạn một năm dồi dào sức khỏe, thành công, vạn sự như ý. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.